Tâm cơ như Vương Sở Nhiên, hết cọ nhiệt địch để nhật ba giờ lại hại Dương Tử. Vương Sở Nhiên bị mắng tâm cơ vì cọ nhiệt cả hai mỹ nhân đình đám 9X, Dương Tử và địch để nhật ba. Trên đường đua phim ảnh hè 2023, Vương Sở Nhiên là cái tên được công chúng kỳ vọng rất nhiều khi xuất hiện ở cả hai dự án Ngọc Cốt Sa và Pháo Hoa Nhân Gian của tôi. Đáng tiếc khi phim lên sóng, nàng Tiểu Hoa lại không thể gặt hái thành công như mong đợi, thậm chí còn phải nhận vô số gạch đá. Đặc biệt màn yêu đương với Dương Dương trong Pháo Hoa Nhân Gian của tôi khiến danh tiếng của Vương Sở Nhiên bị ảnh hưởng nặng nề. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho biết Vương Sở Nhiên sẽ vào vai nữ chính của dự án Nữ Tường Tinh của Thiên Trương Xá Khách. Bên cạnh đó, vai nam chính sẽ được giao cho Đặng Vi, mỹ nam đang rất hot nhờ vai Đồ Sơn Cảnh ở Trường Thương Tư. Thông tin này nhận được nhiều sự chú ý từ phía công chúng. Điều đáng nói ở đây là có nguồn tin tiết lộ sắp tới Vương Sở Nhiên sẽ hợp tác cùng Trương Vạn Ý trong dự án Kiều Tàng. Và đầu tháng 7 vừa qua, cô nàng cũng đã đóng máy bộ phim Tình Yêu Có Pháo Hoa với Đàn Kiện Thứ. Như vậy, Vương Sở Nhiên đã hợp tác và có dư hợp tác với cả bộ ba Trường Tương Tư. Có ý kiến cho rằng phải chăng đây là động thái cọ nhiệt nàng nữ đỉnh tiêu của phía Vương Sở Nhiên. Trước đó, Vương Sở Nhiên cũng bị cho liên tục bắt chước địch để nhật ba trong khoản tạo hình. Việc cô nàng hợp tác cùng Dương Dương trong Pháo Hoa Nhân Gian của tôi cũng bị đem ra so sánh với nàng mỹ nữ Tân Cương ở Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Việc liên tục cọ nhiệt hai nàng đỉnh nêu triển ích của Vương Sở Nhiên khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, có người cảm thấy bất bình vì Vương Sở Nhiên diễn xuất chưa tốt, chưa đủ khả năng gánh phim, nhưng lại nhận được những tài nguyên quá tốt.